Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ câu chuyện Thiên Cổ Anh Hùng, Tào Tháo kỳ 2, Chấn Trình kỳ cương, Diệt Trừ tà đạo. Thưa các bạn, lịch sử 5.000 năm văn minh, văn hóa của Á Đông hào hùng, tràn đầy khí chất, là cả một kho tàng vô giá cho hậu thế. Chúng tôi tiến hành hàng loạt bài về 24 nhân vật anh hùng thiên cổ. Thiên cổ anh hùng, ngõ hầu phục hưng tinh hoa văn hóa truyền thống cũng như những giá trị đạo đức quý báu của người Á Đông. Suốt hàng nghìn năm qua, đã có biết bao câu chuyện xung quanh Tào Tháo. Người gọi ông là quân tử, kẻ gọi ông là tiểu nhân. Người hâm mộ, kẻ khinh ghét, thật là trăm nhà đua tiếng. Chuyện cũ nghìn năm phủ bụi, thật giả đôi khi khó tường. Loạt bài về Tào Tháo sẽ phần nào giúp quý độc giả có được cái nhìn toàn diện, chân thực và công bằng nhất về nhân vật từng tiêu tốn biết bao nhiêu giấy mực này. Tào Tháo, sinh năm 155, mất năm 220, là một ngôi sao sáng trên vũ đài lịch sử Trung Hoa, mưu trí hơn người, toàn tài văn võ, một tay chống giữ triều cương, bình định phản loạn, gây nền thái bình, đặt định thống nhất Giang Sơn. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng san bằng 6 nước Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Tề, thống nhất Trung Hoa, kiến lập nên hoàng triều chính thống đầu tiên, nhà Tần. Nhưng chỉ trong vòng 15 năm ngắn ngủi sau đó, nhà Tần mau chóng sụp đổ, vùi lấp dưới tro tàn, phong vân lại nổi lên, chiến hòa một lần nữa đốt đỏ rực trời, một thời đại mới lại mở ra. Hán Sở giao tranh, quân Hùng đồng khởi, cuối cùng Hàn Tín và Lưu Bang đánh bại Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Anh dũng vô song mà khép lại bức màn sân khấu, mở ra cơ nghiệp 400 năm cho triều Hán. Hoàng đế của triều đại mới, Lưu Bang cùng Lữ Hậu bày mưu sát hại Hàn Tín. Cung Vị Ương tắm máu anh hùng, cuối cùng thành đối oan thiên cổ. Hán Vũ Đế kế tục uy vũ của Tần Thủy Hoàng, khai mở triều cương, mở rộng lãnh thổ, Nam chinh Bắc chiến, uy vũ hùng phong, thống nhất Tây vực. Đó cũng là đỉnh cao của nhà Hán. Kế thừa dự ngôn, Minh Chủ xuất hiện. Năm 106 trước công nguyên, niên hiệu Nguyên Phong năm thứ 5, Hán Vũ Đế viết bài Thu Phong Từ, nói rằng con cháu tông thất ai có thể ứng với điều này. Trong 6-7-42 đời sau, thay thế nhà Hán trở thành Đường Cao. Trong sách Sấm Xuân Thu viết Đại Hán Giả Đương Đồ Cao Giá, tức là thay thế nhà Hán là chỗ cao ở trên đường. Đến thời Mạt Triều Đông Hán, danh sĩ Chu Thư đến từ vùng Ba Tây. Lãng Trung nghiên cứu lời sấm truyền này. Đúng lúc đó có người hỏi, Sấm Xuân Thu viết có người thay thế Triều Hán là chỗ cao ở trên đường. Chu Thư trả lời, chỗ cao ở trên đường chính là Ngụy vậy. Kiến An năm thứ 18, tức năm 213, Tào Tháo được tấn phong làm Ngụy Công, sau lại thăng lên làm Ngụy Vương. Kiến An năm thứ 25, năm 220, Ngụy Vương băng hà. Thế tử Tào Phi lên nối ngôi. Tháng 10 năm 220, Tào Phi ép Hán khiến đế nhường ngôi, xưng làm Ngụy Đế, lại truy phong cho cha mình là Tào Tháo làm Ngụy Võ Đế. Những sự kiện ấy hoàn toàn ứng nghiệm với các câu sấm truyền. Chưa hết, trước đó vào thời Hán Hoàng Đế, có sao Hoàng Tinh, tức là sao Đế Vương chiếu xuống vùng đất giữa biên giới Sở Tống. Tống Thư viết, 50 năm sau sẽ có vị chân nhân nổi lên giữa vùng Tiều Phái, khí thế mạnh mẽ, không gì cản nổi. Sau này, khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, phàm là trong vòng 50 năm, thiên hạ thực sự không có kẻ địch. Năm 176, Hán Linh Đế, Hy Bình năm thứ 5, sau Hoàng Long xuất hiện tại huyện Tiều, đại phu Quang Lộc, Kiều Huyền hỏi Thái Sử Lệnh Đan Dương. Điều này là Cát Tường ư? Đan Dương trả lời, ở nơi ấy sẽ có vị vương giả chấn hưng đất nước. Không đến 50 năm sau là lúc rồng phục sinh lần nữa, những sự việc này của thiên tượng là vĩnh hằng không đổi. Đây chính là điểm báo,
trích từ Mật Ký, bản ghi chép bí mật của Đăng, người quận Ngụy. Năm 196, Kiến An năm đầu, Thái sử lệnh thị Trung Phương Lập nhìn thiên tượng biết việc hưng suy, nói rằng trước đây sao Thái Bạch đóng ở Thiên Quan, gặp sao Huỳnh Hoặc, Kim Hỏa giao nhau, tượng trời ắt đổi, vận Hán cáo chung rồi, đất Tấn Ngụy tất có người nổi lên vậy. Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí viết, Phương Lập sau này nói với Hoàng đế rằng, mệnh trời lúc đến lúc đi, ngũ hành không thịnh mãi, thay hành hỏa là hành thổ, kế thừa vận Hán là nhà Ngụy vậy. Người có thể yên thiên hạ chính là họ Tào vậy. Nhà Hán trải qua gần 400 năm đặt định nền tảng căn bản, truyền rộng ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa ra bên ngoài. Cuối thế kỷ thứ 3, nhà Hán giờ như nỏ mạnh hết đà, cực thịnh rồi suy. Triều chính không thể chấn chỉnh, mối họa hoạn quan, quyền thần làm loạn, thiên tai nhân họa, dân chúng lầm than. Thiên triều nhà Hán khí số đã tận. Lúc này, thiên ý an bài xuất hiện một vị anh hùng cái thế chuyển sinh đến thế gian, với sứ mệnh lớn tiếp tục thành tựu nên đại nghiệp. Tào Tháo tự Mạnh Đức là người nước Bái, huyện Tiêu, hiện nay là đất Bạc, tỉnh An Huy. Sinh năm 155 trong một gia đình hoạn quan, cận thần hiền hách vào những năm cuối thời Đông Hán. Tổ phụ Tào Đằng lúc còn trẻ làm hoàng môn thị lang, vào thời Hán Thuận Đế được thăng lên đến Đại Trường Thu, tức là chức vị hoạn quan lớn nhất trong hậu cung. Thuận Đế băng, Xung Đế, Chất Đế tại vị đều không đến một năm. Tào Đằng thuyết phục Lương Ký nghênh đón Lưu Trí đang sống bên ngoài, lập làm Hoàn Đế. Như vậy, ông được phong làm Phí Đình Hầu. Tào Tông được Tào Đằng nhận làm con nuôi, ban đầu làm tư lệnh, hiệu úy, lại được đề bạt làm Đại Tư Nông, Đại Hồng Lư, về sau làm tới quan Thái úy. Tào Tháo là con trai trưởng của Tào Tung, thời niên thiếu vô cùng lanh lợi, thích hành hiệp trượng nghĩa, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, kết làm bằng hữu với Viên Thiệu, Trương Mạc và một số người khác. Sách Dị Đồng Tạp Ngữ Tôn Thịnh chép, Thái Tổ, tức chỉ Tào Tháo, có lần đi một mình lèn vào nhà quan trung thường thị Trương Nhượng. Nhượng biết được, Thái Tổ bèn múa kích ở sân trước, rồi vượt bức tường thấp nhảy ra ngoài. Trương Nhượng là một hoạn quan chuyên quyền lũng đoạn triều chính. Sau lần hành thích không thành ấy, ông đọc nhiều kinh thư, xem rộng các sách, đặc biệt tham mê binh pháp, lại tự mình chú giải 13 thiên binh pháp của Tôn Vũ đều lưu truyền lại đời sau. Khi Tào Tháo 12 tuổi, Trường Sử Hà Ngôn nói, nhà Hán sắp diệt vong, người có thể an định thiên hạ ắt hẳn là vị này. Thái úy Kiều Huyền nổi tiếng là biết nhìn người, rất nhiều người khi ấy đều muốn đến bái yết để được chỉ giáo. Năm Tào Tháo 15 tuổi, Kiều Huyền nói với ông rằng, hiện nay thiên hạ sắp loạn, chỉ có người với tài năng xuất thế mang theo thiên mệnh mới có thể cứu vãn được, có thể bình định thiên hạ, e rằng chỉ có ngài. Ta già rồi, xin đem vợ con phó thác lại cho ngài. Kiều Huyền sau đó đem vợ con thân nhân của mình giao phó cho Tào Tháo. Thanh danh Tào Tháo ngày càng nổi như cồn, con trai của tư lệ hiệu úy Lý Ưng, đông bình tướng Lý Toàn trước khi lâm chung cũng nói, thời cuộc sắp xảy ra chiến loạn, anh hùng trong thiên hạ không ai vượt qua Tào Tháo. Triều đình từng phong Tào Tháo làm đông quận thái thú, tuy nhiên khi ấy quyền thần chuyên quyền, triều chính đảo lộn, hoàng tộc buông thả phóng túng, Tào Tháo xét rằng không thể nhìn sắc mặt người khác mà hành xử, vứt bỏ nguyên tắc bản thân để lấy lòng người. Ông mấy lần làm trái lệnh triều đình, lo sợ bị giáng họa, bèn không tiếp nhận chức thái thú, chỉ lui về làm túc vệ. Về sau, Tào Tháo được phong làm nghị lang, song vẫn thường lấy lý do bệnh tật mà thoái thác. Chẳng bao lâu, ông cáo biệt về quê, xây nhà bên ngoài thành. Mùa xuân, mùa hạ, luyện tập võ nghệ, đọc kinh thư, mùa thu mùa đông đi săn bắn, lấy những việc ấy làm vui. Thực giống như rồng ẩn náu bên trong sóng lớn nhưng vẫn nuôi chí lớn vậy. Trong thời gian này,
Tào Tháo sáng tác hai bài thơ bày tỏ lý tưởng kinh bang tế thế của mình. Độ Quan Sơn, ngôn từ thẳng thắn, xem trọng con người, nhân tài, coi con người là quý nhất giữa trời đất, lại đưa ra kiến giải hết sức mới mẻ. Vua chúa quân chủ được lập nên là để phục vụ cho nhân dân, vì nhân dân. Ông cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ các vị minh quân cổ đại, Nghiêu, Thuấn, Vũ, không muốn làm dân lao lực, khổ sở vì các cuộc chiến tranh, muốn giảm bớt hình phạt, cắt giảm thuế, xem trọng việc tiết kiệm. Tác phẩm Đối Tửu Ca, ý tứ bay bổng, tình cảm dạt dào đã vẽ nên một bức tranh thời Thái Bình đầy đẹp đẽ, đó là một xã hội lý tưởng mà Tào Tháo theo đuổi. Bậc vua chúa hiền minh, bề tôi trung lương, nhân dân có lễ nghĩa, lương thực sung túc, hình pháp nghiêm minh, mưa thuận gió hòa, nhà tù bỏ không, ân huệ thấm nhuần khắp, người người hưởng phúc thọ dài lâu. Tham gia triều chính, bất khuất không e sợ quyền thế. Năm 177, tức Khi Bình, năm thứ ba, Tào Tháo 20 tuổi, được đề cử Khiếu Liêm, được phong làm bộ úy ở Bắc Lạc Dương. Tào Man Chuyển chép rằng Tào Tháo khi mới nhậm chức đã cho sửa sang nha huyện, làm roi ngũ sắc, treo ngoài cửa chừng hơn 10 cây. Ai dám phạm vào cấm lệnh, bất kể là cường hào, đều dùng gậy đánh đến chết không tha. Kiền Thạc là hoạn quan được Linh Đế cưng chiều, có người chú phạm lệnh cấm, giữa đêm đi lại ngoài đường. Tào Tháo hạ lệnh lập tức xử tử. Kinh sư chấn động, không còn người nào dám tái phạm, danh tiếng họ Tào vang xa khắp. Năm 185, tức Trung Bình năm thứ hai, Tào Tháo được phong làm Tế Nam Tướng, nay là khu vực Sơn Đông, xứ này có khoảng hơn 10 huyện. Trưởng sử trong huyện đều dựa dẫm vào giới quyền quý, tham ô hối lộ, xem thường luật pháp. Trước đó, nhiều tướng đến nhậm chức nhưng đều bỏ ngoài tai không tra hỏi. Duy chỉ có Tào Tháo vừa cầm quyền liền như sấm lôi gió giật, tức thì khởi đấu triều đình, xin cách chức 8 trưởng sử, lại cấm tuyệt việc tế lễ nhảm nhí, cả vùng Tế Nam chấn động, tham quan ô lại rối rít chạy trốn sang các quận khác. Quận Tế Nam khi ấy rất thịnh hành những chuyện thờ cúng các loại ô uế, loạn bát nháo. Trước đó, Thành Dương Cảnh vương là Lưu Trương, vì có công lao nên được vua cho lập đền thờ. Ở Tế Nam khi ấy có tới hơn 600 đền miếu thờ. Các thứ ô uế xuất hiện tràn lan trong đền miếu. Tà linh cụ thể chiếm cứ các loại tượng thần bằng đất, gây họa loạn thế gian. Tào Tháo vừa đến liền cho đập hủy tượng thần đã bị ô uế trong miếu, phá hết các đền thờ loạn bậy, trừ bỏ các loại cúng tế và hành vi gây loạn đi ngược lại với chính đạo trong dân chúng, tiêu hủy các loại tà linh, loạn quỷ. Chính giáo lại được hưng thịnh, cả quận lại được thanh bình. Khi còn trẻ tuổi, trong buổi mới nhập quan trường, Tào Tháo đã có được phong độ và khí chất mạnh mẽ, dũng cảm, quả quyết của bậc vương giả trị thế, quả là một con người đặc biệt vậy. Muốn biết Tào Tháo thực thi quyền lực của mình, chấn chỉnh triều cương, chinh phạt thiên hạ ra sao, mời quý độc giả theo dõi kỳ sau, Hạ Hồi Phân Giải. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.